chúng ta đứng lễ để chúng ta tham quan. Ở đây là chùa Phật học. Vô buổi sáng mát mẻ ha, chụp những tấm ảnh đầu tiên trong cái hành trình chúng ta đi tới 4 ngày, càng lúc nó sẽ càng đẹp hơn, càng lúc nó càng đẹp hơn ha. Đây là ngôi chùa có những cái hình ảnh rất đẹp quý vị. Có trái cây của Vĩnh Long bán đây nè. Bây giờ sao hát bài nhớ mùa chôm chôm chín không? Có chôm chôm bán đây. Mình đi trong lòng, trong đó là thờ một tầng, thờ rồi, xin mời chúng ta xuống đỉnh lễ. Lễ Phật xong rồi chụp hình. Sau khi chúng ta đi thẳng tới đây á, nếu mà mình đi theo đốc mình phải quanh ngược trở lại, trở lại Long Xuyên, còn mình đi Rạch Giá đi thẳng luôn để có cái đường cao tốc về Rạch Giá nữa. Rồi coi ngã chia ly. Quý vị thân mến, chúng ta đã về đến Hà Tiên ha. Tất nhiên là ở đây nó có rất là nhiều các cái tàu phà. Đây là bên đây là bến tàu phà Bình An, để cũng là đi Phú Quốc ha. Nhưng mà tại vì cái số lượng tàu của nó ít quá, nó có 2 chiếc tàu ngày đi ngày về thôi, cho nên mình không có thích sử dụng nó. Mà mình sử dụng cái nào mình phải sử dụng cái đội mạnh nhất. Có nghĩa là chúng ta đi phà thịt Thạnh Thới ha quý vị. Đó, rồi tàu phà Thạnh Thới nó tới 10 mấy chiếc rồi, thành ra là mình đi ví dụ như giờ nào nó có tăng cường cái ngày rồi này kia nọ đó. Và sáng nay mình đi cái phà Thạnh Thới này ha quý vị, rồi đi cái phà Thạnh Thới này đó. Mình đi rồi mình đi tàu phà Thạnh Thới, sáng nay mình đi cái bến bên tay trái của mình nè đó. Đó, mình lên bến bên tay trái mình đi. Rồi bây giờ quý khách mình sẽ nhìn đến cái bộ mặt mới của thành phố Hà Tiên. Đó. Bộ mặt mới của thành phố Hà Tiên đây. Đó, những chiếc tàu này là những chiếc tàu chở luôn xe mình đi qua bên Phú Quốc đó quý vị. Cho nên là sướng một điều là quý khách mình, tại sao mà mình đi xe bây giờ mình đi sướng hơn. Là xe mình cứ sáng mình ở khách sạn bước ra giống như mình đi tham quan ở bên mình vậy đó. Đem ra chắc hành lý vô trong xe xong rồi thôi, khỏi lo gì hết. Còn nếu mà mình đi tàu cao tốc hay là đi máy bay, chúng ta phải kéo những cái hành lý này đem qua rồi chuyển tàu, từ xe chuyển qua tàu phải kéo hành lý rồi xuống á. Rồi khi kéo hành lý đi cả 200-300 mét, còn cái này khỏi cái gì hết trơn, chạy về tới khách sạn bển luôn.
Sướng ông ngồi trên xe, ngày mai xe lên trên tàu, xong rồi chạy về tới khách sạn bên luôn, phòng thả thoải mái. Rồi bây giờ chúng ta đã về hay tới Hà Tiên rồi, quý khách mình nhận phòng. Chúng ta nhớ mấy giờ không? 4:30 nha. Thì cái thì giờ để cho quý khách chúng ta nghỉ ngơi, cho nên là bên đoàn mong quý khách mình đúng giờ dùm, để cho tất cả các anh chị em lên xe không phải ngồi chờ đợi. Đúng 4:30 xin mời tất cả có mặt. À, chúng ta đi thì đi tập thể thì mình phải có cái tính chất tập thể để cho bên đoàn và tất cả các anh chị em mình vui vẻ cùng nhau, không có ai ngồi chờ đợi người này chờ đợi người kia, phải cái đúng giờ là sắp xếp dùm. Và bây giờ thì khách sạn của mình cũng nằm ở trên tuyến phố Trần Ngầu, tuyến phố chính của thành phố Hà Tiên. Đó, thì cũng là nằm trên tuyến phố chính thôi. À, bên đoàn thì hôm nay thì cái ngày coi như đông nhất ở Hà Tiên đó quý vị, rất là đông. Cho nên là tất cả các cái dịch vụ cái gì nó cũng vui hết. Tối nay rất là vui ha. Cứ chơi thoải mái đi, đừng có ngủ sớm quá. Đây là chợ Hà Tiên nha quý vị. Đó, chợ Bách Hóa Hà Tiên là chúng ta mua đồ Thái, mua cái gì đó, đồ Thái Lan đó, giày dép tất cả các cái, chúng ta vào đó mua nha. Thì mình ở khách sạn đây, đường Trần Hầu đây luôn. Hả? Không, Vũ Hưng kia chứ không phải Vũ Hưng nè. Vũ Hưng này là ngày này nó đón xe nhỏ. À, đây là chúng ta thấy nè ha. Chiều á thì ở đây nè, nó bài ra nghe chỗ cái bình cái ấy này nó bán chè. À, chiều nó bán chè trên đường đây, dọc dọc đây bán đồ ăn nhiều. Rồi thì quý khách mình đó là cái số phòng của mình đó là nó ứng theo cái tầng luôn nha quý vị. À, cái số phòng nó sẽ ứng theo cái tầng luôn, thì quý khách mình sẽ lên luôn trên phòng luôn nha. Rồi xin mời quý khách mình đó là cái ứng tầng, cứ bấm thang máy lên luôn, nhận hành lý bấm thang máy lên luôn trên phòng. Ở trên phòng đã ghim chìa khóa mở máy lạnh sẵn cho quý vị mình rồi. Phòng số mấy cứ dịch lên theo cái phòng của mình luôn. Đây cái khách sạn đây. Khách sạn đây là có đây là toilet, bồn nước. Mở tivi coi coi, mở cái tivi hư rồi nó, muốn coi nữa à? Đâu thì mở. Rồi để coi là mở tivi nó để đâu. Cái gì điện tivi đâu mà để coi rồi. Nó sao không ra gì đâu? Phải không, phải đó không em? Ừ. Em bấm nút lên đi. Chị bấm nó bền nha. Đây. Chết à. Cái gì nó cũng ổn quá nha. Này chắc cũng lâu năm cũng không bị sạch đấy. Bạn đi chút xíu đây. Đây là cái gì? Tủ. Giờ mình vô đây là giờ máy lạnh nó thì hư rồi nè, rồi tivi hư luôn rồi đó. Bây giờ là đi dời phòng nè, sách và ly đi tiếp tục dời phòng đó. Rồi nắng cái dở vô rồi đi, nắng dở vô đi nè.
Rồi bây giờ lại đi. À, tiếp tục đi. Bây giờ đi đi đổi phòng. Đổi phòng. Đắp cho chị gõ cửa ấy. Mấy đi đổi phòng nha. Phòng xuống dưới lầu 1 rồi. Mấy lạnh hơn. Vậy là còn bộ mình đổi xuống. Đó mình chị ở lại em đi xuống dưới. Rồi. Bye bye chị, em đi xuống dưới nha. Xong nó chuyện ổn rồi, chứ chúng ta nghiệp đó. Rồi đi vô. Chưa được nghỉ ngơi, còn phải đi. Mấy chị đâu có biết cái ấy đâu mà. Đúng rồi, không có làm đâu có gì. Vừa cho nước vào tủ lạnh. Đây có cái bộ bàn ghế luôn. Đây sang hơn trên. Đây sang hơn trên. Rồi trong đây, đây coi. Toilet. Cái bóng đèn đâu rồi? Này. Đèn màu vàng. Có máy nước nóng nè chị. À, đó, đây sang hơn. Có nước nóng, nước lạnh luôn. Để mình đây đi, không mình đi, mình lấy ra. Để coi là mình kiểm tra cái tivi rồi. Mình đi hiểu tivi. Chị phải coi phim hả? Ghiền TV lắm. Nó mà về TV rồi ghiền hết luôn. Đâu mở thử có lên không? Bây giờ mở cái nó không được là coi như bố ok. Có luôn. À. Này đây. Ủa sao kỹ vậy? Anh tên đâu?